Chương trình đọc sách Phật giáo của Tủ sách Áo Lam xin kính chào chư tôn đức cùng quý vị Phật tử. Hôm nay Tủ sách Áo Lam sẽ đọc Kinh Pháp Cú, bài kệ số 5 phẩm song yếu. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Kính thưa quý vị Tủ sách Áo Lam, chúng con phát nguyện đọc hàng ngàn cuốn sách Phật giáo để góp phần lưu truyền chánh pháp đến người hữu duyên. Chúng con kính xin quý vị vui lòng ủng hộ cho chúng con bằng cách like, thích, share, chia sẻ và subscribe đăng ký với kênh YouTube của Tủ sách Áo Lam để chúng con thông báo khi đăng cuốn sách audio mới. Và bây giờ chúng con xin được bắt đầu đọc. Giới thiệu. Kinh Pháp Cú là một trong những tác phẩm kinh điển và quý giá nhất của Phật giáo. Trong đó, mỗi câu kệ đều mang một thông điệp sâu sắc, giúp chúng ta hiểu và thực hành những nguyên lý cốt lõi của giáo lý Phật Đà. Một câu kệ đặc biệt đáng lưu ý là, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Câu kệ này không chỉ phản ánh sự tinh tế trong việc diễn đạt giáo lý mà còn chứa đựng những bài học quan trọng về việc tu dưỡng tâm trí và cuộc sống hạnh phúc. Hiểu đúng ý nghĩa câu kệ. Để hiểu sâu sắc câu kệ này, chúng ta cần phân tích từng hình ảnh mà nó sử dụng. Hình ảnh đầu tiên là, ngôi nhà khéo lợp. Một ngôi nhà được lợp chắc chắn, với mái nhà được làm kỹ lưỡng, sẽ bảo vệ cư dân bên trong khỏi sự xâm nhập của mưa gió. Ngược lại, nếu mái nhà không được lợp tốt, mưa sẽ dễ dàng xuyên qua, gây ra hư hại và bất tiện cho những người sống trong đó. Tương tự, câu kệ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí. Tâm khéo tu, ám chỉ việc rèn luyện tâm trí một cách chính xác và hiệu quả. Khi tâm được tu tập đúng cách, những ảnh hưởng tiêu cực từ tham dục, sân hận và si mê sẽ không thể xâm nhập và gây ra khổ đau. Câu kệ dạy rằng, nếu tâm được giữ gìn và phát triển đúng phương pháp, chúng ta có thể ngăn chặn những ảnh hưởng xấu từ bên ngoài và duy trì sự bình an nội tâm. Tầm quan trọng của việc tu dưỡng tâm. Việc tu dưỡng tâm trí là một phần quan trọng trong giáo lý Phật giáo. Đức Phật đã dạy rằng, tâm chính là nguồn gốc của mọi hành động và cảm xúc. Nếu tâm chúng ta bị ô nhiễm bởi tham dục, sân hận và si mê, chúng ta sẽ tạo ra những hành động xấu và gặp phải khổ đau. Ngược lại, nếu tâm được rèn luyện và duy trì trong sạch, chúng ta sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc và bình an. Tuy nhiên, việc giữ cho tâm trí không bị xâm nhập bởi tham dục không phải là điều dễ dàng. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều cám dỗ và áp lực, điều này có thể làm cho việc duy trì tâm trí trong sạch trở nên khó khăn. Những cám dỗ này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau như xã hội, công việc, và các mối quan hệ cá nhân. Để bảo vệ tâm trí khỏi những ảnh hưởng tiêu cực, việc tu dưỡng và thực hành chánh niệm trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Mục tiêu của cuốn sách. Cuốn sách này được viết nhằm mục đích giúp độc giả hiểu rõ hơn về câu kinh Pháp Cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Chúng tôi sẽ đi sâu vào ý nghĩa của câu kệ này, làm rõ những nguyên lý cốt lõi của giáo lý Phật giáo liên quan đến việc tu dưỡng tâm trí, và cung cấp những phương pháp thực hành cụ thể để áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi sẽ trình bày các khái niệm cơ bản về việc tu dưỡng tâm, các phương pháp hiệu quả để giữ cho tâm trí trong sạch, và làm thế nào để áp dụng những nguyên lý này vào cuộc sống hiện đại. Cuốn sách cũng sẽ cung cấp các bài tập thực hành chánh niệm và thiền định, giúp độc giả có thể áp dụng những gì học được vào cuộc sống của chính mình. Ứng dụng câu kệ vào đời sống. Việc áp dụng câu kệ vào đời sống hàng ngày không chỉ giúp chúng ta duy trì sự bình an và hạnh phúc mà còn giúp cải thiện các mối quan hệ và tạo ra một môi trường sống tích cực. Khi chúng ta thực hành việc tu dưỡng tâm trí, chúng ta có khả năng xử lý các tình huống khó khăn một cách bình tĩnh và thông minh hơn. Điều này không chỉ giúp chúng ta giải quyết các vấn đề cá nhân mà còn góp phần tạo ra sự hòa hợp và thịnh vượng trong cộng đồng. Cuốn sách này hy vọng sẽ là một nguồn tài liệu hữu ích cho những ai đang tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về giáo lý Phật giáo và cách áp dụng nó vào cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi mời bạn cùng chúng tôi khám phá và thực hành những bài học quý giá từ câu kinh Pháp Cú, để từ đó có thể sống một cuộc đời đầy ý nghĩa, bình an và hạnh phúc. Việc giữ gìn tâm trí trong sạch không chỉ là một mục tiêu trong tu tập Phật giáo mà còn là một phương pháp sống hiệu quả trong cuộc sống hiện đại. Câu kinh Pháp Cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập,
cung cấp cho chúng ta một hình ảnh rõ ràng về sự quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí và cách mà việc này có thể bảo vệ chúng ta khỏi những ảnh hưởng tiêu cực. Hãy cùng nhau khám phá và thực hành những giáo lý này để nâng cao chất lượng cuộc sống và tìm kiếm sự bình an nội tâm thực sự. Câu kinh Pháp Cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, mang đến cho chúng ta một bài học sâu sắc về sự tu dưỡng tâm trí và khả năng bảo vệ mình khỏi những yếu tố tiêu cực. Để hiểu rõ hơn về câu kệ này, chúng ta hãy phân tích từng hình ảnh và ý nghĩa sâu xa mà nó chứa đựng. Hình ảnh đầu tiên mà câu kinh Pháp Cú đưa ra là ngôi nhà khéo lợp. Đây là một hình ảnh rất quen thuộc với chúng ta. Một ngôi nhà được lợp chắc chắn và cẩn thận sẽ bảo vệ cư dân bên trong khỏi mưa gió và các yếu tố thời tiết. Nếu mái nhà được lợp sơ sài, mưa sẽ dễ dàng xâm nhập, làm ướt nền nhà và gây hư hại. Ngược lại, một mái nhà được lợp khéo léo sẽ ngăn cản sự xâm nhập của mưa, giữ cho ngôi nhà khô ráo và an toàn. Tương tự, khi chúng ta chăm sóc và tu dưỡng tâm trí một cách kỹ lưỡng, chúng ta tạo ra một ngôi nhà, tâm hồn vững chắc, bảo vệ chúng ta khỏi những cám dỗ và tiêu cực trong cuộc sống. Tâm khéo tu có nghĩa là tâm trí chúng ta được rèn luyện và quản lý một cách cẩn thận. Khi tâm trí được tu dưỡng tốt, chúng ta sẽ không để cho tham dục, sân hận, và si mê xâm nhập và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Tham dục là một trong những yếu tố chính dẫn đến khổ đau trong Phật giáo. Tham dục không chỉ là sự khao khát về vật chất mà còn có thể là sự khao khát về quyền lực, danh vọng, và cảm xúc. Khi chúng ta không chú ý tu dưỡng tâm trí, tham dục có thể dễ dàng xâm nhập, gây ra những hành vi và quyết định sai lầm. Ví dụ, một người có tâm trí không được rèn luyện có thể dễ dàng bị cuốn theo những cám dỗ vật chất hoặc cảm xúc, dẫn đến những quyết định không sáng suốt và khổ đau. Ngược lại, khi tâm trí chúng ta được tu dưỡng đúng cách, chúng ta có thể làm chủ được những cảm xúc và khao khát của mình. Khi đó, tham dục không còn là một yếu tố mạnh mẽ trong đời sống của chúng ta. Việc tu dưỡng tâm trí không chỉ giúp chúng ta giữ gìn sự bình an nội tâm mà còn tạo ra những cơ hội để phát triển trí tuệ và từ bi. Câu kinh Pháp Cú này cũng nhấn mạnh sự quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí như một quá trình liên tục. Việc xây dựng một mái nhà khéo lợp là một công việc đòi hỏi sự chú ý và chăm sóc liên tục. Tương tự, việc tu dưỡng tâm trí cũng cần sự kiên trì và chăm sóc không ngừng. Chúng ta không thể chỉ thực hành thiền định một lần và mong đợi rằng tâm trí sẽ luôn trong sạch. Thay vào đó, việc tu dưỡng tâm trí là một quá trình liên tục, đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn theo dõi và điều chỉnh các suy nghĩ và cảm xúc của mình. Có nhiều phương pháp mà chúng ta có thể áp dụng để tu dưỡng tâm trí. Một trong những phương pháp hiệu quả là thực hành chánh niệm, tức là giữ cho tâm trí luôn tỉnh táo và hiện diện trong từng khoảnh khắc. Khi chúng ta thực hành chánh niệm, chúng ta có thể nhận diện và quản lý các suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách hiệu quả hơn, từ đó ngăn chặn tham dục và các yếu tố tiêu cực khác xâm nhập vào tâm trí. Thiền định cũng là một phương pháp quan trọng trong việc tu dưỡng tâm trí. Thiền định giúp chúng ta rèn luyện sự tập trung và bình an, đồng thời giúp chúng ta nhận diện và giảm thiểu các cảm xúc tiêu cực. Thực hành thiền định hàng ngày có thể giúp chúng ta duy trì tâm trí trong sạch và không bị ảnh hưởng bởi tham dục. Ngoài ra, việc học hỏi và áp dụng các giáo lý của Phật giáo cũng rất quan trọng. Các giáo lý này cung cấp cho chúng ta những hướng dẫn quý báu về cách sống một cuộc sống hài hòa và tránh xa các yếu tố tiêu cực. Việc đọc sách, tham gia vào các lớp học và thảo luận với cộng đồng Phật giáo có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách tu dưỡng tâm trí và ứng dụng các giáo lý vào cuộc sống hàng ngày. Một yếu tố quan trọng khác trong việc tu dưỡng tâm trí là việc duy trì sự tỉnh thức trong các hoạt động hàng ngày. Khi chúng ta duy trì sự chú ý và ý thức trong mọi hành động và quyết định, chúng ta có thể dễ dàng nhận diện và điều chỉnh các khao khát và cảm xúc của mình. Điều này không chỉ giúp chúng ta giữ cho tâm trí trong sạch mà còn tạo ra sự hài hòa và bình an trong cuộc sống. Câu kinh Pháp Cú này cũng nhấn mạnh rằng việc tu dưỡng tâm trí không chỉ mang lại lợi ích cho cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh. Khi mỗi cá nhân trong cộng đồng giữ cho tâm trí mình trong sạch và không bị ảnh hưởng bởi tham dục, sự bình an và hòa bình trong cộng đồng sẽ được củng cố. Đây là lý do tại sao việc tu dưỡng tâm trí không chỉ là trách nhiệm cá nhân mà còn là một đóng góp quan trọng cho sự phát triển và hạnh phúc của toàn xã hội. Cuối cùng, việc tu dưỡng tâm trí là một hành trình dài và đầy thử thách. Tuy nhiên, với sự kiên trì và quyết tâm, chúng ta có thể xây dựng một
ngôi nhà, tâm trí vững chắc, bảo vệ mình khỏi những cám dỗ và tiêu cực trong cuộc sống. Câu kinh pháp cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, không chỉ là một lời nhắc nhở về sự quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí mà còn là một nguồn cảm hứng để chúng ta tiếp tục hành trình tâm linh của mình với lòng kiên trì và quyết tâm. Phương pháp tu dưỡng tâm là một phần quan trọng trong việc đạt được sự bình an nội tâm và hạnh phúc bền lâu. Khi chúng ta nói về việc tâm khéo tu, chúng ta đang nhắc đến việc thực hành các phương pháp và kỹ thuật giúp giữ cho tâm trí luôn trong sạch và ổn định. Từ đó, chúng ta có thể ngăn chặn sự xâm nhập của tham dục, sân hận và si mê vào trong tâm trí của mình. Một trong những phương pháp quan trọng nhất trong việc tu dưỡng tâm là thiền định. Thiền không chỉ là một hoạt động đơn thuần mà còn là một nghệ thuật giúp làm lắng đọng tâm trí, giúp chúng ta nhận diện và quản lý cảm xúc của mình một cách hiệu quả. Thực hành thiền định mỗi ngày có thể giúp chúng ta đạt được sự bình an và minh mẫn, đồng thời giảm thiểu sự xâm nhập của các cảm xúc tiêu cực. Có nhiều loại thiền định, nhưng thiền theo hơi thở là một trong những phương pháp phổ biến và dễ tiếp cận nhất. Khi thực hành thiền theo hơi thở, bạn chỉ cần ngồi thoải mái, tập trung vào hơi thở của mình và quan sát sự vào ra của không khí. Việc này giúp làm giảm căng thẳng, lo âu và giúp tâm trí tập trung hơn vào hiện tại. Bạn không cần phải cố gắng kiểm soát suy nghĩ của mình, thay vào đó, chỉ cần nhận biết chúng và để chúng trôi qua một cách tự nhiên. Bên cạnh thiền định, chánh niệm là một phương pháp khác giúp duy trì sự tập trung và giữ cho tâm trí trong sạch. Chánh niệm có thể được thực hành trong bất kỳ hoạt động nào trong cuộc sống hàng ngày, từ ăn uống, đi bộ, đến giao tiếp với người khác. Khi bạn thực hành chánh niệm, bạn chú ý đến từng khoảnh khắc hiện tại mà không bị phân tâm bởi quá khứ hay tương lai. Điều này giúp bạn duy trì sự tỉnh thức và giảm thiểu ảnh hưởng của tham dục và các cảm xúc tiêu cực khác. Một cách khác để tu dưỡng tâm là phát triển lòng từ bi và sự hiểu biết. Lòng từ bi giúp bạn nhìn nhận và cảm thông với nỗi đau của người khác, từ đó làm giảm sự bực tức và sân hận trong tâm trí của bạn. Khi bạn thực hành lòng từ bi, bạn không chỉ giúp đỡ người khác mà còn tạo ra một môi trường tâm lý tích cực cho chính mình. Sự hiểu biết, hay trí tuệ, giúp bạn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan và sáng suốt, từ đó giảm thiểu sự ảnh hưởng của những cảm xúc tiêu cực. Việc thường xuyên kiểm tra và làm sạch tâm trí cũng là một phần quan trọng trong việc tu dưỡng tâm. Khi bạn nhận diện các cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực trong tâm trí của mình, bạn có thể sử dụng các kỹ thuật như thiền định và chánh niệm để làm sạch chúng. Điều này giúp bạn duy trì sự trong sạch và ổn định trong tâm trí, đồng thời ngăn chặn sự xâm nhập của tham dục và các cảm xúc tiêu cực khác. Hãy nhớ rằng việc tu dưỡng tâm không phải là một quá trình một lần và xong. Đây là một hành trình liên tục và đòi hỏi sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Mỗi ngày, bạn nên dành thời gian để thực hành thiền định, chánh niệm và phát triển lòng từ bi. Điều này không chỉ giúp bạn duy trì sự bình an nội tâm mà còn giúp bạn trở thành một người tốt hơn trong mắt của chính mình và của người khác. Ngoài ra, việc tham gia vào các nhóm thiền, lớp học Phật giáo và cộng đồng hỗ trợ có thể cung cấp cho bạn động lực và hướng dẫn cần thiết để duy trì sự thực hành. Những cộng đồng này có thể giúp bạn chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi từ người khác và cảm thấy kết nối với một nhóm người có cùng mục tiêu. Sự hỗ trợ từ cộng đồng có thể làm tăng cảm giác đồng hành và tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc tu dưỡng tâm trí. Tóm lại, việc tu dưỡng tâm là một phần không thể thiếu trong con đường đạt được sự bình an và hạnh phúc. Bằng cách thực hành thiền định, chánh niệm, phát triển lòng từ bi và trí tuệ, cùng với việc kiểm tra và làm sạch tâm trí thường xuyên, bạn có thể duy trì một tâm trí trong sạch và ổn định. Hãy xem việc tu dưỡng tâm như một hành trình dài mà bạn cần phải tiếp tục mỗi ngày, không ngừng học hỏi và phát triển. Sự kiên trì và nỗ lực của bạn sẽ mang lại những kết quả tốt đẹp và giúp bạn sống một cuộc đời tràn đầy bình an và hạnh phúc. Khi nói đến việc áp dụng câu kinh pháp cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, vào cuộc sống hiện đại. Chúng ta đang đặt ra một thách thức và cơ hội lớn. Câu kệ này không chỉ là một bài học sâu sắc về sự tu dưỡng tâm trí, mà còn là một hướng dẫn thiết thực để sống một cuộc đời hài hòa và an lạc giữa những cám dỗ và áp lực của thế giới ngày nay. Trước hết, hãy nghĩ về hình ảnh của ngôi nhà khéo lợp. Một ngôi nhà được xây dựng và bảo trì một cách cẩn thận sẽ có khả năng bảo vệ cư dân của nó khỏi những yếu tố bên ngoài như mưa, gió, và bụi bẩn. Tương tự,
Tâm trí của chúng ta cần phải được tu dưỡng và bảo vệ để không bị ảnh hưởng bởi những cám dỗ và tham dục. Sự tu dưỡng tâm trí không chỉ giúp chúng ta duy trì sự bình an nội tâm mà còn giúp chúng ta đối mặt với những thử thách trong cuộc sống một cách bình tĩnh và sáng suốt. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ và áp lực. Môi trường làm việc căng thẳng, mối quan hệ phức tạp, và những yêu cầu không ngừng nghỉ từ xã hội có thể dễ dàng làm sao lạc tâm trí của chúng ta. Những yếu tố này có thể khiến chúng ta dễ bị cuốn vào những suy nghĩ tiêu cực, cảm xúc tức giận, và các hành động không khôn ngoan. Nếu tâm trí của chúng ta không được chăm sóc và tu dưỡng đúng cách, chúng ta sẽ dễ dàng trở thành nạn nhân của những ảnh hưởng tiêu cực này. Để giữ cho tâm trí không bị xâm nhập bởi tham dục và các yếu tố tiêu cực khác, việc thực hành chánh niệm và thiền định là rất quan trọng. Chánh niệm giúp chúng ta nhận thức rõ ràng về những suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình trong thời điểm hiện tại, giúp chúng ta không bị cuốn vào những cảm xúc tiêu cực. Thiền định, đặc biệt là thiền hơi thở, giúp làm dịu tâm trí và cung cấp sự tập trung cần thiết để đối mặt với những cám dỗ và áp lực. Một phương pháp thực hành chánh niệm rất đơn giản nhưng hiệu quả là thực hiện các bài tập hít thở sâu trong vài phút mỗi ngày. Khi bạn cảm thấy căng thẳng hoặc bị cám dỗ, hãy dành một chút thời gian để tập trung vào hơi thở của mình, cảm nhận sự chuyển động của không khí vào và ra khỏi cơ thể. Điều này giúp làm giảm mức độ căng thẳng và đưa bạn trở lại hiện tại, giúp bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về tình huống mà bạn đang đối mặt. Ngoài ra, việc thiết lập các thói quen tích cực hàng ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tâm trí khỏi sự xâm nhập của tham dục. Đọc sách, tham gia vào các hoạt động yêu thích, và dành thời gian cho các mối quan hệ tích cực có thể giúp tạo ra một môi trường tinh thần lành mạnh và hỗ trợ sự tu dưỡng tâm trí. Hãy tìm kiếm những hoạt động làm bạn cảm thấy hạnh phúc và thoải mái, và tích cực tham gia vào chúng để giảm bớt những căng thẳng và cảm giác thiếu thốn trong cuộc sống. Một yếu tố quan trọng khác là sự tự nhận thức và chấp nhận bản thân. Khi chúng ta hiểu và chấp nhận những điểm yếu và khuyết điểm của mình, chúng ta có thể làm việc để cải thiện chúng mà không cảm thấy bị áp lực. Sự tự nhận thức giúp chúng ta nhận ra những suy nghĩ và hành vi không phù hợp, từ đó làm việc để thay đổi chúng một cách tích cực. Đôi khi, việc ghi chép lại những suy nghĩ và cảm xúc của mình có thể giúp bạn nhận ra các mẫu hành vi tiêu cực và làm việc để thay đổi chúng. Cũng cần lưu ý rằng việc giữ tâm trí không bị xâm nhập bởi tham dục không phải là một quá trình đơn giản hoặc nhanh chóng. Đây là một hành trình liên tục, yêu cầu sự kiên nhẫn và kiên trì. Có thể sẽ có những lúc bạn cảm thấy thất bại hoặc gặp khó khăn, nhưng điều quan trọng là không bỏ cuộc. Hãy tiếp tục thực hành và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nguồn tài nguyên như sách, lớp học thiền, hoặc cộng đồng Phật giáo. Sự hỗ trợ từ cộng đồng cũng rất quan trọng trong việc duy trì thực hành. Tham gia vào các nhóm thiền hoặc các lớp học Phật giáo có thể cung cấp cho bạn sự hướng dẫn và động lực cần thiết để duy trì sự tu dưỡng tâm trí. Chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ những người khác có thể giúp bạn duy trì cam kết và áp dụng các phương pháp hiệu quả hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc áp dụng câu kinh pháp cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, không chỉ là về việc thực hành các kỹ thuật cụ thể mà còn là về việc tạo ra một lối sống mà trong đó sự tu dưỡng tâm trí trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hàng ngày. Khi bạn duy trì một tâm trí trong sạch và chú tâm vào việc tu dưỡng, bạn sẽ phát hiện ra rằng bạn có thể đối mặt với những thử thách và cám dỗ trong cuộc sống với sự bình tĩnh và sự sáng suốt. Cuối cùng, cuộc sống của bạn sẽ trở nên hài hòa và an lạc hơn, không chỉ vì bạn đã tránh được sự xâm nhập của tham dục mà còn vì bạn đã xây dựng được một tâm trí vững chắc và bình an. Hãy tiếp tục thực hành và áp dụng các nguyên lý này để sống một cuộc đời ý nghĩa và hạnh phúc. Ứng dụng câu kinh pháp cú trong cuộc sống hiện đại. Câu kinh pháp cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, mang đến một thông điệp sâu sắc về cách duy trì sự bình an và sự trong sáng của tâm trí trong một thế giới đầy rẫy cám dỗ và áp lực. Để áp dụng câu kinh này vào cuộc sống hiện đại, chúng ta cần hiểu rõ cách thức bảo vệ tâm trí và các phương pháp tu dưỡng tâm để không bị ảnh hưởng bởi tham dục và những yếu tố tiêu cực khác. Trước tiên, hãy xem xét hình ảnh của ngôi nhà khéo lợp. Một ngôi nhà được lợp một cách chắc chắn không để mưa xâm nhập vào trong. Tương tự, một tâm trí được tu dưỡng đúng cách sẽ không để tham dục và các cảm xúc tiêu cực xâm nhập.
Nguyên tắc này có thể được áp dụng vào cuộc sống hàng ngày qua việc thực hành chánh niệm và thiền định, cũng như việc nuôi dưỡng thái độ tích cực trong mọi tình huống. Thực hành chánh niệm. Chánh niệm là một phương pháp hiệu quả giúp giữ cho tâm trí trong sạch và bình an. Chánh niệm là khả năng duy trì sự chú ý và ý thức trong từng khoảnh khắc hiện tại mà không bị phân tâm bởi quá khứ hay tương lai. Khi bạn tập trung vào từng hành động của mình một cách ý thức, bạn sẽ ít bị cuốn theo các cảm xúc tiêu cực và tham dục. Để thực hành chánh niệm, bạn có thể bắt đầu với những hoạt động đơn giản hàng ngày. Ví dụ, khi ăn uống, hãy chú ý từng miếng ăn, hương vị và kết cấu của thực phẩm. Khi đi bộ, hãy cảm nhận từng bước chân chạm đất và sự chuyển động của cơ thể. Những bài tập chánh niệm này giúp bạn nhận thức rõ ràng hơn về suy nghĩ và cảm xúc của mình, từ đó giảm bớt sự xâm nhập của tham dục và các yếu tố tiêu cực khác. Thiền định. Thiền định là một công cụ mạnh mẽ khác để giữ cho tâm trí trong sạch. Thiền giúp làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng và tăng cường khả năng tập trung. Có nhiều loại thiền khác nhau, nhưng đều có mục tiêu chung là giúp bạn kết nối sâu sắc với bản thân và giảm thiểu sự chi phối của các yếu tố bên ngoài. Bạn có thể bắt đầu với thiền hơi thở đơn giản, ngồi ở một nơi yên tĩnh, nhắm mắt và tập trung vào hơi thở của mình. Cảm nhận từng hơi thở vào và ra, và khi tâm trí của bạn bắt đầu lang thang, nhẹ nhàng đưa sự chú ý trở lại hơi thở. Thực hành thiền định hàng ngày, ngay cả chỉ vài phút mỗi ngày, có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc duy trì sự bình an nội tâm. Nuôi dưỡng thái độ tích cực. Ngoài chánh niệm và thiền định, việc nuôi dưỡng thái độ tích cực cũng rất quan trọng trong việc bảo vệ tâm trí khỏi tham dục. Thái độ tích cực không chỉ giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn mà còn tạo ra một môi trường tinh thần thuận lợi cho sự phát triển tâm linh. Một cách để phát triển thái độ tích cực là thực hành lòng từ bi và sự biết ơn. Khi bạn đối xử với người khác bằng lòng từ bi và biết ơn, bạn không chỉ tạo ra một ảnh hưởng tích cực lên người khác mà còn làm cho tâm trí của bạn trở nên thanh thản và bình an. Hãy dành thời gian để suy ngẫm về những điều bạn cảm thấy biết ơn trong cuộc sống, và chia sẻ lòng từ bi của mình qua hành động và lời nói. Đối mặt với cám dỗ. Trong cuộc sống hiện đại, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều cám dỗ và áp lực. Để không bị ảnh hưởng bởi những yếu tố tiêu cực này, việc áp dụng các nguyên tắc của Phật giáo trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cám dỗ có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, từ quảng cáo sản phẩm, áp lực xã hội, đến các cảm xúc nội tâm như tham vọng và bất an. Khi đối mặt với cám dỗ, hãy nhớ rằng việc giữ cho tâm trí trong sạch là một quá trình liên tục. Bạn có thể sử dụng các kỹ thuật chánh niệm để nhận diện và đối phó với cám dỗ một cách bình tĩnh và lý trí. Ví dụ, khi cảm thấy bị cuốn vào một suy nghĩ tiêu cực, hãy dừng lại và xem xét nguồn gốc của suy nghĩ đó. Đặt câu hỏi cho bản thân về động cơ và hậu quả của việc theo đuổi suy nghĩ đó, và lựa chọn một cách hành xử phù hợp với giá trị của bạn. Xây dựng môi trường hỗ trợ. Một yếu tố quan trọng khác trong việc duy trì tâm trí trong sạch là xây dựng một môi trường hỗ trợ. Sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và cộng đồng có thể cung cấp động lực và nguồn cảm hứng cần thiết để thực hành các nguyên lý Phật giáo. Tham gia vào các nhóm thiền, lớp học Phật giáo, hoặc cộng đồng hỗ trợ có thể giúp bạn duy trì sự thực hành và cảm thấy được kết nối với những người có cùng mục tiêu. Hãy tìm kiếm những người có cùng quan điểm và giá trị để chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Việc chia sẻ những thách thức và thành công trong hành trình tâm linh của bạn có thể cung cấp sự động viên và sự hỗ trợ cần thiết để tiếp tục thực hành và phát triển. Câu kinh pháp cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, nhấn mạnh sự quan trọng của việc tu dưỡng tâm trí để bảo vệ khỏi các yếu tố tiêu cực và tham dục. Bằng cách thực hành chánh niệm, thiền định, và nuôi dưỡng thái độ tích cực, bạn có thể giữ cho tâm trí luôn trong sạch và bình an. Hãy áp dụng các phương pháp này vào cuộc sống hàng ngày và nhớ rằng việc duy trì sự tu dưỡng tâm trí là một quá trình liên tục. Đối mặt với cám dỗ và áp lực là một phần của cuộc sống, nhưng với sự thực hành và hỗ trợ từ cộng đồng, bạn có thể tạo ra một cuộc sống hạnh phúc và bình an hơn. Cuối cùng, sự thực hành này không chỉ làm cho bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà còn giúp tạo ra một thế giới hòa bình và hài hòa hơn cho tất cả mọi người. Suy ngẫm và thực hành trong đời sống hàng ngày. Trong cuộc sống bận rộn và đầy cám dỗ của thế giới hiện đại, việc duy trì tâm trí trong sạch và bình an trở thành một thách thức không nhỏ. Câu kinh pháp cú, như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào.
Cũng vậy, tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập, mang đến một thông điệp mạnh mẽ về sự cần thiết của việc tu dưỡng tâm trí để đạt được sự bình an và hạnh phúc lâu dài. Trong phần này, chúng ta sẽ cùng suy ngẫm về những bài học từ câu kinh pháp cú này và khám phá cách áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày. Khi nghĩ đến hình ảnh của một ngôi nhà được lợp khéo léo, chúng ta hình dung một nơi trú ẩn vững chắc, không để cho mưa và các yếu tố bên ngoài xâm nhập. Tương tự, một tâm trí được tu dưỡng kỹ lưỡng cũng sẽ bảo vệ chúng ta khỏi sự xâm nhập của tham dục, sân hận, và si mê. Việc giữ cho tâm trí trong sạch không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt khi chúng ta phải đối mặt với những căng thẳng và áp lực hàng ngày. Để duy trì tâm trí trong sạch và khéo léo, chúng ta cần áp dụng các phương pháp thực hành cụ thể. Một trong những cách hiệu quả nhất là thực hành thiền định và chánh niệm. Thiền định không chỉ giúp chúng ta thư giãn mà còn là công cụ mạnh mẽ để làm rõ tâm trí và hiểu rõ hơn về bản thân. Chánh niệm giúp chúng ta tập trung vào hiện tại, nhận thức được cảm xúc và suy nghĩ của mình mà không bị cuốn vào những phản ứng tự nhiên như tham dục hay sân hận. Thực hành chánh niệm có thể bắt đầu từ những việc đơn giản như tập trung vào hơi thở trong vài phút mỗi ngày, hoặc chú ý đến các hành động và cảm xúc trong suốt cả ngày. Bằng cách này, chúng ta có thể nhận diện và điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực ngay khi chúng mới xuất hiện, trước khi chúng có cơ hội xâm nhập và chi phối tâm trí. Ngoài việc thực hành cá nhân, việc duy trì sự kết nối với cộng đồng Phật giáo và tham gia vào các nhóm hỗ trợ cũng rất quan trọng. Cộng đồng có thể cung cấp cho chúng ta sự động viên, hướng dẫn và sự chia sẻ kinh nghiệm quý báu. Việc tham gia vào các lớp học thiền hoặc các buổi thảo luận về Phật giáo giúp củng cố niềm tin và sự cam kết của chúng ta với con đường tu tập. Sự hỗ trợ từ những người có cùng mục tiêu và niềm tin có thể giúp chúng ta duy trì động lực và cảm thấy ít đơn độc hơn trong hành trình tâm linh. Khi đối mặt với các thử thách trong cuộc sống, như áp lực công việc, mâu thuẫn trong các mối quan hệ, hoặc các vấn đề tài chính, chúng ta có thể áp dụng các nguyên lý của Phật giáo để giảm thiểu sự ảnh hưởng của chúng đến tâm trí. Ví dụ, khi gặp phải một tình huống căng thẳng, thay vì phản ứng một cách vội vã hoặc để cảm xúc tiêu cực chi phối, chúng ta có thể dừng lại và thực hiện một bài tập chánh niệm để làm rõ suy nghĩ và cảm xúc của mình. Sự nhận thức này giúp chúng ta đưa ra những quyết định sáng suốt hơn và hành xử một cách bình tĩnh và từ bi hơn. Đồng thời, việc thực hành lòng từ bi và sự tha thứ là những công cụ quan trọng để duy trì sự bình an nội tâm. Lòng từ bi giúp chúng ta nhìn nhận và cảm thông với những khó khăn của người khác, trong khi sự tha thứ giải phóng chúng ta khỏi những cảm xúc tiêu cực và hận thù. Cả hai đều giúp chúng ta duy trì tâm trí trong sạch và giảm thiểu sự xâm nhập của tham dục và các cảm xúc tiêu cực khác. Thực hành từ bi và tha thứ có thể bắt đầu từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, như việc lắng nghe người khác một cách chân thành, giúp đỡ những người cần thiết, hoặc đơn giản là thể hiện sự cảm thông và đồng cảm với người xung quanh. Những hành động này không chỉ làm cho chúng ta cảm thấy tốt hơn về bản thân mà còn góp phần tạo ra một môi trường hòa bình và tích cực hơn cho tất cả mọi người. Một phần quan trọng khác của việc duy trì tâm trí trong sạch là sự tự chăm sóc bản thân. Điều này không chỉ bao gồm việc chăm sóc sức khỏe thể chất mà còn cả sức khỏe tinh thần. Chúng ta cần phải dành thời gian cho bản thân, thực hiện các hoạt động mà chúng ta yêu thích, và tạo ra một môi trường sống tích cực và hỗ trợ. Điều này giúp giảm thiểu căng thẳng và tạo điều kiện cho tâm trí được thư giãn và hồi phục. Cuối cùng, việc áp dụng các bài học từ câu kinh pháp cú vào đời sống hàng ngày không chỉ là một cách để đạt được sự bình an nội tâm mà còn là một cách để cải thiện chất lượng cuộc sống tổng thể. Khi chúng ta tu dưỡng tâm trí một cách khéo léo, chúng ta không chỉ bảo vệ chính mình khỏi sự xâm nhập của tham dục và các cảm xúc tiêu cực, mà còn tạo ra một cuộc sống đầy ý nghĩa và hạnh phúc. Cuốn sách này hy vọng sẽ là một nguồn cảm hứng và hướng dẫn hữu ích trong hành trình tâm linh của bạn. Bằng cách hiểu rõ hơn về các giáo lý Phật giáo và áp dụng chúng vào cuộc sống hàng ngày, bạn sẽ có thể duy trì một tâm trí trong sạch, sống một cuộc đời hòa bình và hạnh phúc hơn. Hãy tiếp tục thực hành các phương pháp đã được nêu ra trong cuốn sách này, và sống một cuộc sống đầy ý nghĩa, tự tại và an lạc. Kết luận, cuốn sách này đã đi sâu vào một câu kinh pháp cú rất ý nghĩa. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Câu kệ này không chỉ truyền tải một thông điệp sâu sắc về sự tu dưỡng tâm trí mà còn cung cấp hướng dẫn cụ thể về cách áp dụng những nguyên lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày. Khi chúng ta nói về việc ngôi nhà khéo lợp,
chúng ta đang hình dung một công trình được xây dựng vững chãi, với mái nhà được lợp kỹ lưỡng, không để mưa thấm vào bên trong. Đây là một hình ảnh đơn giản nhưng mạnh mẽ, nhấn mạnh rằng sự chuẩn bị và chăm sóc kỹ lưỡng sẽ bảo vệ chúng ta khỏi những điều không mong muốn. Tương tự, khi tâm trí chúng ta được tu tập và chăm sóc đúng cách, tham dục và các yếu tố tiêu cực khác không thể xâm nhập vào và làm ảnh hưởng đến đời sống tinh thần của chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau khám phá các phương pháp để giữ cho tâm trí luôn trong sạch và không bị ảnh hưởng bởi tham dục. Điều quan trọng nhất là việc nhận thức rằng tâm trí không phải tự nhiên mà luôn ở trạng thái trong sáng và bình an. Nó cần phải được tu dưỡng liên tục, tựa vào các phương pháp như thiền định, chánh niệm, và thực hành tâm từ bi, chúng ta có thể xây dựng một ngôi nhà tâm trí vững chắc, nơi mà tham dục không có chỗ để xâm nhập. Việc tu dưỡng tâm trí không phải là một hành trình dễ dàng. Chúng ta sống trong một thế giới đầy cám dỗ và áp lực, nơi mà những cảm xúc tiêu cực và tham dục thường xuyên xuất hiện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta không thể quản lý hoặc kiểm soát chúng. Chính nhờ vào việc thực hành các phương pháp tu tập, chúng ta có thể tạo ra một môi trường tinh thần vững chắc, giúp chúng ta giữ vững sự bình an và hạnh phúc. Một trong những cách hiệu quả để duy trì sự tu dưỡng tâm trí là thiết lập các thói quen hàng ngày. Chẳng hạn, bạn có thể dành vài phút mỗi ngày để thực hành thiền định, tập trung vào hơi thở và làm sạch tâm trí khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Trong suốt cả ngày, việc duy trì chánh niệm chú ý vào từng khoảnh khắc và cảm giác có thể giúp bạn nhận diện và điều chỉnh những cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực ngay từ khi chúng xuất hiện. Bên cạnh đó, việc tham gia vào các nhóm thiền, lớp học về Phật giáo hoặc cộng đồng hỗ trợ cũng có thể mang lại nhiều lợi ích. Khi chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi từ người khác, chúng ta không chỉ tìm thấy sự động viên mà còn nhận được những góc nhìn và phương pháp mới để tu dưỡng tâm trí. Cộng đồng hỗ trợ có thể tạo ra một môi trường khuyến khích, giúp bạn duy trì sự thực hành và phát triển bền vững. Cuộc sống hiện đại thường mang lại nhiều thách thức, và việc áp dụng các giáo lý Phật giáo vào cuộc sống hàng ngày có thể giúp chúng ta đối mặt với những thử thách này một cách hiệu quả hơn. Ví dụ, khi bạn gặp phải một tình huống căng thẳng hoặc xung đột, việc thực hành chánh niệm có thể giúp bạn giữ được sự bình tĩnh và xử lý tình huống một cách từ bi và hiểu biết. Điều này không chỉ giúp bạn giữ gìn tâm trí trong sạch mà còn cải thiện mối quan hệ và tạo ra một môi trường sống hài hòa hơn. Cuối cùng, hãy nhớ rằng việc tu dưỡng tâm trí là một hành trình liên tục. Nó không phải là một mục tiêu có thể đạt được ngay lập tức, mà là một quá trình dài hơi yêu cầu sự kiên nhẫn và quyết tâm. Trong suốt hành trình này, bạn có thể gặp phải nhiều thử thách và khó khăn, nhưng với sự kiên trì và cam kết, bạn sẽ dần thấy được sự thay đổi tích cực trong cuộc sống của mình. Cuốn sách này mong rằng đã cung cấp cho bạn những công cụ và kiến thức cần thiết để xây dựng một tâm trí vững chãi, không bị ảnh hưởng bởi tham dục. Hãy áp dụng những bài học từ câu kinh Pháp Cú vào cuộc sống của bạn, thực hành các phương pháp đã học và luôn duy trì sự chú ý đến tâm trí của mình. Như vậy, bạn sẽ có thể tạo ra một cuộc sống an lạc, hạnh phúc và đầy ý nghĩa, không chỉ cho chính bạn mà còn cho những người xung quanh. Cảm ơn bạn đã đồng hành trong hành trình khám phá và tu dưỡng tâm trí qua cuốn sách này. Hy vọng rằng những kiến thức và thực hành được chia sẻ sẽ giúp bạn trên con đường tìm kiếm sự bình an và hạnh phúc. Tủ sách Áo Lam xin cảm ơn quý vị đã nghe hết Kinh Pháp Cú bài kệ số 14 Phẩm Song Yếu. Xin quý vị đừng quên ủng hộ tinh thần cho Tủ sách Áo Lam bằng cách like, subscribe và chia sẻ video này đến với mọi người. Chúng con xin hẹn gặp lại quý vị vào bài kệ số 15 Phẩm Song Yếu.